Bà con ơi, uống trà đi. Trà nóng đây. Chú ơi, cho con xin chút tiền đi chú. Có đâu. Chú ơi, uống trà đi cậu ơi. Chú cho con hôm nay nữa thôi, mai con không xin nữa đâu. Ngày nào cũng nói vậy hết á. Mẹ con đang bị bệnh ở nhà. Hôm qua mày cũng nói y chang như vậy, rồi hôm nay mày cũng vẫn đi xin tiếp. Nè, một lần này nữa thôi nghe chưa, ngày mai là không có nữa đâu đó. Dạ con đợi ơn chú. Con, qua đây. Dạ. Nè, anh Mạnh Hùng, anh đi đâu mấy ngày nay mà em tìm hoài không gặp? Tại sao em hư quá vậy? Anh đã nói với em là không được xin tiền nữa, em chèo kéo người ta như vậy rất là kỳ cục. Lần trước anh đã cho gạo đủ ăn một tuần trăng, tại sao bây giờ còn đi xin tiền nữa? Gạo em bán hết rồi. Sao lại bán? Vì mẹ em bị bệnh, không có tiền để mua thuốc uống. Mẹ bị bệnh gì? Bệnh như thế nào? Bệnh cũ tái phát, hết gạo cũng hết thuốc. Em sợ mẹ không qua khỏi. À mà 10 ngày nay anh đi đâu mà không xuống nhà em? Anh đi bán ở làng dưới, gần chợ. Anh tính là bán hết tuần rồi mới trở về đây, rồi sẵn tiện thăm mẹ con em luôn. Mẹ em kêu em đi kiếm anh nhờ giúp, nhưng mà không thấy anh ở đâu hết á. Nè, em cầm tiền này rồi đem về lo thuốc thang cho mẹ đi. Rồi anh bán hết số thang này, chiều anh sẽ ghé thăm mẹ con em. Hả? Sau này em muốn trở thành người lương thiện như anh. Không phải là muốn, mà là sẽ trở thành người lương thiện, biết chưa? Dạ. Thôi đi đi. Cậu Hùng, cậu Hùng. Dạ rồi, tới liền. Lấy cho tôi ít than đi. À, dạ rồi. Nè, hổm ra sao chờ hoài, không thấy cậu qua bỏ than vậy? Tôi nghĩ là cô còn, cho nên không ghé. Với lại lâu lâu tôi bán ở dưới làng dưới á. Nè, cậu bán dư giả bao nhiêu mà tôi thấy cậu cho gạo, cho tiền mới lành hoài vậy? Thôi, nó một coi cha, mẹ lại đang bệnh nữa, cho nên tôi chỉ nghĩ là nhường miếng cơm của mình chút xíu cho nó thôi. Tôi thanh niên trai tráng mà, ăn ít chút xíu đâu có sao đâu. Thiệt chứ, người nhân từ như cậu á, phải chi mà ông trời cho giàu có thì đỡ biết bao nhiêu người luôn á. Mỗi người một số, khi nào giàu đi rồi tính. Mà bởi người ta nói á, mấy người nghèo á thì cứ nghèo hoài, mấy người giàu khư khư sẽ mất của, cho nên họ cứ giàu riết hà. Chủ quán, cho hai ly trà. Đi mấy ngày nay mệt quá. Dạ, chào khách quan. Tôi đã nói dòng rồi, loại gỗ đó khó tìm lắm. Tôi đã cho gia nhân đi tìm khắp nơi mà không thấy. Bây giờ nhất định là chúng ta phải tìm cho bằng được loại gỗ trầm hương đó. Nếu mà loại gỗ này được đóng thành bàn ghế để tặng cho quan thì mới xứng tầm của quan, ông hiểu không? Nhưng mà biết tìm đâu ra loại gỗ đó? Ý trời ơi, có cái gì đâu. Bây giờ ông cứ cho người rao tin, ai tìm được loại gỗ đó ta sẽ tặng cho một lượng vàng. Chứ sao? Ờ, thôi được rồi, quyết định vậy đi. Thôi giờ mình đi. Tranh thủ đi đi còn kịp nữa. Cho tôi gửi tiền. Dạ, đa tạ khách quan. Rồi đi thôi. Hai ông đó là ai vậy? Hai ông đó là hai thương gia giàu có ở kinh thành á, mới xuống vùng này đó. Mà cậu biết họ xuống đây để làm chi không? Nghe đâu á là để tìm một loại gỗ quý để về bí quan, mà tìm mấy ngày nay khắp nơi luôn mà không thấy đó. À cô, không biết là loại gỗ gì? Gỗ gì mà khó tìm dữ vậy? Ờ, là gỗ trầm hương đó. Trầm hương hả? Cô biết loại gỗ đó tìm ở đâu không? Ờ, loại gỗ đó nghe nói là phải vô tận rừng sâu thì mới có. Mà nói nghe nè, đừng có dại dột mình đi tìm nghe chưa. Ở trong rừng sâu á, nghe đồn có hồ ly tinh nữa đó. Bao nhiêu người vô đó mất mạng, không quay về được á. Trời, một lượng vàng, mình bán than cả đời chắc cũng không có được. Nếu có được một lượng vàng, mình sẽ giúp được bao nhiêu hoàn cảnh như là bé Lành. Hay là bây giờ mình sẽ vào rừng tìm loại gỗ quý đó. Đây là cơ hội của mình, mình phải liều một phen để kiếm nhiều tiền, có thể giúp được nhiều người nghèo. Mời quý khán giả đón xem chương trình Chuyện xưa tích cũ lúc 19:15 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1.